Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết hiện nay một cơn bão rất mạnh có tên quốc tế là Sao La đang hoạt động ở vùng biển phía đông bắc đảo Luzon, Philippines. Vào hồi 7 giờ ngày 30 tháng 8, vị trí tâm bão Sao La ở vào khoảng 20,2 độ Vĩ Bắc, 121,1 độ Kinh Đông và trên vùng biển phía bắc đảo Luzon, Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 15 đến 16, tức là tương đương với 167 đến 201 km mỗi giờ và giật trên cấp 17, di chuyển theo hướng Tây Bắc, tốc độ từ 10 đến 15 km mỗi giờ và đang tiến vào Biển Đông. Và nếu như vẫn giữ nguyên cường độ cũng như là hướng di chuyển như trên thì trong khoảng 24 giờ tới, bão Sao La sẽ vào Biển Đông là cơn bão số 3 trong năm 2023. Tuy nhiên, các dự báo hiện tại cho thấy là dù cường độ rất mạnh nhưng bão ít có khả năng ảnh hưởng tới đất liền của nước ta. Khu vực Bắc Biển Đông có gió giật trên cấp 17, biển động dữ dội, báo Lao Động đưa tin. Cụ thể, các nhà dự báo thời tiết Trung Quốc cho biết có sự không chắc chắn về đường đi của bão Sao La vì nó dự kiến sẽ tương tác với cơn bão Haikui vừa hình thành ở Tây Bắc Thái Bình Dương vào ngày 28 tháng 8. Khoảng cách hai cơn bão là gần 1.500 km. Chuyên gia nhận định sẽ tạo ra hiệu ứng bão đôi khiến quỹ đạo của bão Sao La còn phức tạp và khó lường. Nhưng có nguy cơ bão Sao La sẽ trở thành cơn bão thứ tư đổ bộ vào Trung Quốc trong năm nay. Sao La cũng được dự báo sẽ quét qua miền Nam Đài Loan, Trung Quốc. Bão Sao La sẽ có 3 kịch bản sau khi di chuyển vào Biển Đông. Kịch bản số 1 với tỷ lệ xảy ra chiếm đến 60-70%. Sau khi di chuyển vào Biển Đông, bão Sao La sẽ di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, đi vào đất liền các tỉnh Quảng Đông và Quảng Tây của Trung Quốc, sau đó thì suy yếu dần. Kịch bản 2 với khả năng xảy ra 20%. Sau khi di chuyển vào Biển Đông, bão Sao La sẽ di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc sau đổi hướng di chuyển về khu vực Lôi Châu của Trung Quốc. Và kịch bản 3 với tỷ lệ phần trăm xảy ra là 10%. Sau khi di chuyển vào Biển Đông, bão Sao La sẽ đổi hướng di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc đổ bộ vào khu vực giữa Quảng Đông và Phúc Kiến của Trung Quốc, suy yếu và tan dần. Theo cơ quan khí tượng, do có nhiều yếu tố chi phối nên chưa có dự báo nào chắc chắn về hướng di chuyển của bão số 3 trong 2 đến 4 ngày tới, do vậy cần phải tiếp tục cập nhật theo dõi tình hình. Xin được chuyển sang một thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, sáng nay ngày 30 tháng 8, thành phố Hà Nội tổ chức khánh thành cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2, dài 3,5 km, rộng 19,25 m với tổng mức đầu tư hơn 2.500 tỷ đồng. Vâng, thưa quý vị, công trình cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2 đưa vào sử dụng để khắc phục tình trạng ùn tắc giao thông tại vị trí nút giao ngã tư Sở, tạo sự thông suốt và thuận lợi cho người dân và phương tiện khi lưu thông qua nút, giảm chi phí và thời gian chờ đợi do ùn tắc giao thông. Cụ thể, dự án cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2 được khánh thành sẽ giúp tăng cường khả năng lưu thông giữa hai bên bờ sông Hồng, đáp ứng nhu cầu vận tải ngày một tăng nhanh giữa trung tâm thủ đô với khu vực phía Bắc và Đông Bắc thành phố, đảm bảo an toàn giao thông, tạo điều kiện phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng các quận Hai Bà Trưng, Long Biên nói riêng và thủ đô Hà Nội nói chung, từng bước hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông của thủ đô theo quy hoạch. Cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2 nằm ở phía hạ lưu sông Hồng, cầu nằm song song và có hình dáng tương tự cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 1. Tổng chiều dài cầu và đường dẫn là 3.473 m. Điểm đầu dự án giao với đường Nguyễn Khoái và đường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, tại trụ T17HLA. Điểm cuối giao với đường Cổ Linh thuộc địa bàn phường Long Biên, quận Long Biên. Sau khi hoàn thành giai đoạn 2, cầu Vĩnh Tuy sẽ là cầu có chiều rộng mặt cắt ngang lớn nhất Hà Nội với 8 làn xe ô tô 40m. Cầu được thiết kế vĩnh cửu bằng bê tông, cốt thép và bê tông cốt thép dự ứng lực với tải trọng lớn. Thưa quý vị, thời đại công nghệ, các thủ đoạn lừa đảo ngày càng trở nên tinh vi hơn bao giờ hết. Nhiều kẻ gian lợi dụng Internet để thực hiện các hành vi đánh cắp dữ liệu, thông tin cá nhân cho mục đích xấu. Tình trạng lừa đảo thông qua các cuộc gọi video cũng không còn quá xa lạ. Vì vậy, nếu như mất cảnh giác, bạn dễ rơi vào tầm ngắm của hacker. Vâng, vậy làm sao để có thể nhận biết được cuộc gọi video nào là lừa đảo? Báo điện tử VTC News hôm nay đã có bài viết chi tiết, quý vị có thể tham khảo. Đầu tiên, cuộc gọi video lừa đảo thường có thời gian gọi ngắn. Những cuộc gọi này đều có thời lượng cực kỳ ngắn, chỉ từ vài giây và không đến một phút. Nếu như bạn gặp phải tình huống này thì hãy ngay lập tức chặn liên hệ trước khi kẻ gian tìm ra lỗ hổng để đánh cắp thông tin cá nhân. Thứ hai, chất lượng cuộc gọi thấp. Khi cuộc gọi video lừa đảo được thực hiện thì chất lượng của cuộc gọi sẽ cực kỳ thấp, hình ảnh vỡ, mờ, khiến bạn khó có thể nhìn rõ đối phương thì rất có thể đầu dây bên kia đang có âm mưu không tốt. Thứ ba là âm thanh không đồng nhất với hình ảnh. Trong trường hợp bạn nhận được cuộc gọi video nhưng rồi bạn nhận ra âm thanh và hình ảnh không thể đồng nhất với nhau, chẳng hạn hình đi trước tiếng và ngược lại, chúng không khớp, bạn hãy tỉnh táo để thoát khỏi cuộc gọi và thực hiện các hành động bảo mật tài khoản. Và thứ tư, hình ảnh khuôn mặt bị đơ khi gọi video. Và cuối cùng, đó là đối phương vội vàng ngắt cuộc gọi video.
Thưa quý vị, hiện nay giá trái sầu riêng tại tỉnh Tiền Giang đã tăng đến hơn 90.000 đồng một kg, nhưng rất hiếm hàng do hết vụ thu hoạch. Và hầu hết các doanh nghiệp kinh doanh loại trái cây này phải đóng cửa hàng hoặc đi ra vùng Tây Nguyên, Đông Nam Bộ để thu mua, giao cho đối tác. Một chủ vườn cây sầu riêng 2,7 hecta tại xã Ngũ Hiệp, huyện Cai Lậy của tỉnh Tiền Giang chia sẻ, ở đây thì hầu hết sầu riêng là đã hết rồi và bây giờ thì đang chuẩn bị đậy gốc chăm sóc. Có người có vườn đang ra bông, vườn ông ra bông rất là nhiều. Cây sầu riêng một năm thu hoạch một lần, phụ thuộc vào thời tiết là chính. Năm nay hy vọng sẽ trúng mùa, báo điện tử VOV đưa tin. Cụ thể, gần đây do trái sầu riêng đầu ra thuận lợi, giá cao nên diện tích cây này tại địa bàn tỉnh Tiền Giang liên tục tăng. Toàn tỉnh hiện có hơn 20.000 hecta cây sầu riêng đứng đầu về diện tích so với các loại cây ăn trái khác tại địa phương. Năm qua, trái sầu riêng giá trung bình khoảng 80.000 đồng một kg, nhà vườn có lãi hơn 1 tỷ đồng một hecta. Do đó, hiện nay nhà vườn rất phấn khởi, tin rằng sẽ tiếp tục có mùa bội thu. Hiện các nhà vườn tỉnh Tiền Giang đang tích cực chăm sóc vườn sầu riêng, áp dụng các tiến bộ kỹ thuật, bón phân, phun thuốc hợp lý, xử lý cắt nước để cho cây ra hoa, đậu trái cao. Thưa quý vị, thời gian gần đây giá tôm đã tăng trở lại sau một thời gian dài liên tục sụt giảm và gần như chạm đáy. Điều chớ trêu là khi giá tôm tăng thì người dân hầu như không còn nhiều tôm nuôi trong ao. Ghi nhận tại các tỉnh Bạc Liêu, Cà Mau và Sóc Trăng, những vùng nguyên liệu tôm chủ lực tại đồng bằng sông Cửu Long cho thấy là giá tôm có xu hướng tăng nhẹ thời gian gần đây. Bài viết được đăng trên báo Tuổi Trẻ. Cụ thể, loại tôm 30 con 1 kg được mua với giá 140.000 đồng 1 kg, tôm 40 con là 120.000 đồng 1 kg và tôm 50 con là 110.000 đồng 1 kg, tăng từ 5 đến 10.000 đồng mỗi kg so với 10 ngày trước. Dù tôm tăng giá trở lại nhưng theo ghi nhận từ các thương lái, lượng tôm còn lại trong dân rất ít nên không đủ tôm để mua. Do giá tôm bắt đầu tăng trở lại, nhiều người dân tại Cà Mau cũng bắt đầu thả nuôi lại vụ mới. Với giá tôm hiện nay, loại tôm kích cỡ 100 con 1 kg đã bắt đầu có lãi. Nuôi thúc khoảng 45 ngày là tôm về 100 con 1 kg, nhưng phải tỉa thưa để đảm bảo có lời, sau đó sẽ nuôi mật độ thưa về 30 con 1 kg, bán sẽ được khoản lời nữa. Anh Trần Minh Trường, hộ nuôi tôm công nghiệp tại huyện Cái Nước cho biết thêm. Tuy nhiên, tại tỉnh Bạc Liêu, nhiều người nuôi tôm vẫn còn dè dặt trong việc thả nuôi tôm trở lại do đang thiếu vốn nhưng không thể tiếp cận nguồn vốn tín dụng của ngân hàng. Người nuôi cũng khó dựa vào đại lý vì giá tôm giảm mạnh kéo dài. Việc thu hồi nợ khó khăn nên các đại lý cũng thu hẹp khoản đầu tư cho hộ nuôi. Đặc biệt, nhiều hộ nuôi tôm chưa muốn thả nuôi ồ ạt trở lại bởi giá tôm loại nhỏ từ 80 đến 100 con 1 kg chỉ tăng nhẹ, nuôi không có lời. Thưa quý vị, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.